Xin kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đường Nhà Thanh Huyền. Chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái em bình thủy các bác nhé. Bình thủy dung tích 3 lít đến từ thương hiệu Tiger đó ạ. Và công suất của em nó là 700W luôn. Đây là cái 700W mà chủ cũ họ ghi lên này, Đường Nhà Thanh Huyền không có xóa đi gì hết luôn. Vạch chứa nước thì rất là rõ ràng luôn. Cái vạch nước này đang mờ, đấy là do là lúc trước Đường Nhà Thanh Huyền đã test nước nên là nó còn lại cái vết nước đọng của nước nóng các bác nhé. Rất là rõ ràng luôn. Và em này thì là cái em mà có công nghệ VE siêu tiết kiệm điện, cũng như là gì, màn hình hiển thị nhiệt độ nước ở trong bình đang đun ở bao nhiêu độ C, cũng như là hiển thị thời gian sẽ đun xong nước. Và có hai bơm, thứ nhất là bơm điện tử, chúng ta tính ra là mở khóa và mở điện tử, thứ hai là bơm tay sử dụng khi mất điện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đun, đổ nước vào đun để kiểm tra cái em này như thế nào các bác nhé. Vâng, bình hiện tại nhiệt độ trong bình là 90 độ C các bác nhé. Đó, và cứ một lúc thì khi nhiệt độ tăng lên thì nhiệt độ trên màn hình này sẽ tăng lên ạ. Đó, và cái em này thì rất là hay ở chỗ là gì, nó có một cái chế độ là chế độ chỉ giữ nóng thôi, chúng ta có thể là không đun nữa đấy, đang chuyển sang chế độ giữ nóng đấy, ta ấn và giữ đấy, thì đó cái đầu tiên là chính cái chế độ giữ nóng. Là gì, cái chế độ này là gì ạ, khi mà các bác mà không muốn nước nóng vào mùa hè nữa, thì chúng ta có thể dùng cái chế độ chỉ giữ nóng thôi, rất là hay đúng không ạ. Ở đây thì đang về chế độ đun, chúng ta sẽ ấn một lần nữa. Và đây là hẹn giờ rồi, ủ rồi, giờ đang đun các bác nhé, nước đang reo reo lên đúng không ạ, hơi nóng bốc lên rồi này. Ta sẽ thử luôn cái bơm tay. Em này thì có hai loại bơm, thứ nhất là bơm điện tử là phải dùng điện, thứ hai là bơm tay các bác nhé. Và bơm tay để sử dụng khi nào, khi mà các bác nhà bị mất điện chẳng hạn, thì ta sẽ kéo cái mở này và cái phần nút màu đỏ chỉ chú này, nghĩa là mở khóa này, và chúng ta sẽ ấn xuống và ra nước. Các bác thấy không ạ, ra nước rất là đều các bác, cứ là ấn xuống thôi nó sẽ ra nước. Còn đó, chúng ta thấy là nhiệt độ trong bình đang lên 95 độ C rồi các bác. Ta sẽ ấn nút mở khóa khi sáng đỏ đèn này lên để chúng ta sẽ lấy nước ra, rất là đều đúng không ạ, cực kỳ là đều luôn. Và còn 3 chế độ ủ, chúng ta có thể chỉnh là 90 độ hay là 80 độ C hay là 98 độ C đúng không ạ. Đây là một cái em bình rất là VIP đến từ thương hiệu Tiger với mã là VIB, dung tích là 3 lít quá ạ. Và với cái em bình thủy 3 lít VIP của hãng Tiger này thì giá là bao nhiêu? Giá chỉ với là 1.200.000 đồng, 1.200.000 đồng mà các bác sở hữu ngay được một cái em siêu VIP mà dung tích khá là lớn, có bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau hành cho các bác nhé. Và nhiệt độ đã lên được 98 độ C để các bác thấy không ạ. Và các bác nào mà đã ưng ý em nói rồi thì hãy bốc máy lên liên hệ ngay với Đường Nhà Thanh Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy 0936 811 346, có số hotline cũng như là số Zalo để tiện các bác liên hệ được ạ. Và em nó cũng có hiển thị luôn cả cái thời gian mà bình sẽ hoàn thành cái chu trình đun nước của mình luôn, cực kỳ là VIP, rất là thông minh, rất là hiện đại đúng không ạ. Vâng, và bác nào nếu như lần đầu xem video của Đường Nhà Thanh Huyền thì hãy ấn nút like của video phía dưới, cũng như là ấn chữ subscribe đăng ký kênh để có thể được nhận nhanh nhất những video mới nhất từ Đường Nhà Thanh Huyền. Video xin phép được dừng tại đây, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đường Nhà Thanh Huyền.